Bình thường á, tôi chưa thấy rõ cái sự ô nhiễm không khí nó đáng sợ như thế nào đâu. Cho đến khi mà tôi dọn dẹp và mở cái máy lọc không khí ở nhà tôi ra nè mấy bạn. Ta nói u là trời luôn á, từ cái lõi lọc như vậy nha mà bụi nó đóng đen thui luôn. Thử tưởng tượng cái lá phổi của mình là cái lõi lọc này đi mà bụi nó đóng như vậy á là chất bỏ luôn cái phổi á mọi người. Tôi thấy đây là một cái món đồ dùng vô cùng cần thiết trong cái môi trường sống siêu ô nhiễm luôn. Nhất là những bà nào mà combo Vim Son mà còn nuôi mèo như tôi nữa nha, là cỡ nào cũng phải có một em này ở trong nhà. Cái lõi này tôi xài chắc cũng nửa năm rồi đó mấy bà. Mấy cái lông mảnh của tụi mèo nó bám đầy hết trơn luôn. Búng một cái là phúng phúng ra bụi luôn nè. Mà bữa giờ tôi không tìm mua được cái lõi màu xám á mấy bà, nó hot quá hà. Ngoài lọc bụi và những cái vi khuẩn có hại á thì nó còn khử mùi nữa nha. Nhất là những bà nào mà ở chợ hay nấu ăn ở trong phòng á, nghe nói là ở trong cái thành này là nó có 7 lớp lọc đó mấy bà. Mỗi lần thay á thì mình vệ sinh cái máy cho nó sạch luôn rồi hả lắp cái lõi vô. Hồi trước ấy tôi rất là hay bị viêm mũi với lại đau họng nên là thử dùng cái máy lọc không khí của nhà Xiaomi này nè thì thấy nó hạn chế hơn khá là nhiều nha. Lõi lọc cũng dễ tìm để mua nữa. Mà thấy bây giờ muốt trên Top Shop được giảm mà còn free ship luôn. Chứ hồi lúc mà tôi muốt á tiền ship cũng hơi chát đó nha mấy bà. Mấy bà còn có thể kết nối với lại điện thoại để điều khiển từ xa nữa nè. Mà tôi thấy nha, đặt ở trong phòng ngủ máy lạnh nó cũng hạn chế bị đau họng nữa đó. Mà cũng khá là bền nữa, cái em này tôi xài chắc cũng hơn 2 năm rồi đó mọi người.